Các bạn nhìn này, cái hạt này dư tới 62 gương phi phong. Wow, quá ngon anh em à. Dư tới 62 gương phi phong. Cái đợt này là anh em có thể mở tới mà hai cấp bậc, hai cấp độ đúc cũng đủ này đúng không? Một cấp độ chúng ta sẽ tốn 48 gương. Mà bây giờ 62 gương là đủ mở cho cấp độ sau và sau nữa luôn anh em. Chào mọi người trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Và hôm nay chúng mình sẽ trở lại với video review top 1 ở server 191 và hướng dẫn các bạn cách búp đồ để lấy top ở những server mới ra như thế nào để cho bạn có thể thứ nhất lấy được top, thứ hai là tiết kiệm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cũng như các bạn có những chặng đường chơi game thú vị mà ok nhất nha. Thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình là bên mình có bán thẻ SIM rẻ hơn các bạn tự nạp Celobay vào ngân hàng với tốc độ siêu nhanh. Và bên mình sẽ bán bạc on server thì bạc nhanh và bạc chậm. Và bên mình sẽ nhận up tuyệt học, tuyệt kỹ, full tím, full cam tất cả anh top. Thì nếu anh top nào gặp khó khăn trong vấn đề này thì có thể liên hệ em. Và bên mình sẽ nhận trung gian đổi thông tin tất cả những sản phẩm của VNG. Và nếu các bạn thấy video mình hay quá, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và giờ mình sẽ không đợi các bạn để lâu nữa, thì mình trước khi review ạc thì mình sẽ review sơ server. Thì ở server 191 này thì hiện tại top 1 là Kinbi, bạn này chơi cung lôn kiếm nha mọi người nha. Top 2 là cá mập súng răng, top 3 là Inosure, top 4 là Kin Kỳ An, top 5 là 7 lựu đạn nha. Anh em quýnh với ông này thì đứng xa ra xíu nha, ông quăng lựu đạn chết đó mọi người ơi nha. Thì top 6 nha. Nói chung server này thì Nha My ít ai chơi ra. Server này chơi Hoa Sơn với đường bông hơi nhiều nha. Nha My hơi ít nha mọi người. Thì mình sẽ tới cái bang. Thì cái bang thì thứ nhất sẽ có hai bang mạnh. Thì bang đầu tiên là bang hội tụ của cá mập súng răng. Bang này hơi bị căng nha. Thứ hai là bang huynh đệ. Bang huynh đệ của phó ngựa trời Nam. Bang cá mập súng răng hiện tại mạnh nhất rồi. 3-4 bang còn lại hiện tại thì nói chung hơi yếu thế nha anh em. Thì chắc anh bạn này mới ra đập bang mới anh em. Hơi lép vế, mặc dù top 1 nhưng mà nói về cái bang thì hơi bị lép vế tí xíu nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn cái việc hướng dẫn anh em búp cũng như review ạc. Thì đầu tiên các bạn nhìn sơ ạc của bạn này. Thì nói chung nhìn tổng quan ạc của bạn này mình thấy búp là chuẩn hết 90% nha anh em. Ạc của bạn này búp chuẩn hết 90%. Và đặc biệt các bạn nhìn này, cái ạc này dư tới 62 rương phi phong. Wow, quá ngon anh em à. Dư tới 62 gương phi phong. Cái đợt này là anh em có thể mở tới mà hai cấp bậc, hai cấp độ đúc cũng đủ này đúng không? Một cấp độ chúng ta sẽ tốn 48 gương. Mà bây giờ 62 gương là đủ mở cho cấp độ sau và sau nữa luôn anh em. Quá ngon. Quá ngon. Thì tiếp theo chúng mình sẽ nói về cái việc mà đồ của anh này đi. Đồ của anh này thì bạn sẽ đầu tiên cái kiếm sẽ là lo sát nội, nội công, chí mạng, sát thương, chí mạng, tấn công. Chính xác, quá ngon. Cái kiếm này chuẩn rồi. Tiếp theo là khảm. Khảm ở đây sẽ là nội công, chí mạng, bỏ né, tỷ lệ bất lợi hoành tăng. Thì cách khảm này á, các bạn thấy trong rất là nhiều video mình chia sẻ. Thì cách khảm này hiện tại rất phù hợp cho côn lôn và phở đan. Nhưng mà cách khảm này này chỉ các bạn chỉ nên xài khi các bạn ở level 199 trở về sau. Tại vì sao? Khi các bạn ở những level thấp như vậy này, các bạn ở level thấp như vậy này, các bạn nên khảm nội công, chí mạng, tấn công, bỏ né. Cái này là mỗi người có cách búp riêng nha. Nội công, chí mạng, tấn công, bỏ né để các bạn ưu tiên đam luôn. Và các bạn ưu tiên đam thứ nhất là để các bạn đi săn boss ổn này. Thứ hai là các bạn có thể sốc đâm đối thủ nè. Tại vì ở những level này thấp này, máu của bạn chỉ có mức 100k thôi. Nha các bạn, giao quýnh vài cái là đối thủ sốc đâm chết rồi. Chúng mình không cần phải tăng cái tỷ lệ choáng lên làm gì. Khi các bạn ở những level sau, khi các bạn mà ở những level sau máu của nhiều người ấy 150k thì chúng ta sẽ phải khảm thêm tỷ lệ nha. Cái này sẽ tuần giai đoạn nha mọi người nha. Thì nếu các bạn cần, các bạn muốn khảm kiểu nào cũng được nha, cách nào cũng ok nha. Tiếp theo là tới cái áo. Cái áo của anh này sẽ là lôi sát nội, nội công, chí mạng, lôi sát nội, chí mạng, sát thương, chí mạng, bỏ né, tỷ lệ choáng, thời gian làm chậm, ngon. Cái áo này nói chung cũng ngon nha anh em. Nói chung đồ sáo dòng ngon.
Ở đây thì anh này khảm đỡ đòn, kháng chí mạng, né tránh tân pháp. Thì ở đây thì đa số anh em ấy, đa số rất là nhiều anh em sẽ khảm 3 phiên đỡ đòn, kháng chí mạng và né tránh, là 3 phiên chắc chắn phải có trong đồ. Còn cái phiên thứ tư thân pháp này hiện tại ít ai khảm. Tại vì cái phiên thứ tư này ấy, anh em đều khảm là tỷ lệ của anh giảm để các bạn có thể sống sót, các bạn có thể không bị dính hiệu ứng trong cái giao tranh nhiều nha. Hoặc các bạn có thể khảm sinh khí thì tùy theo. Nếu mà cái phái của bạn có tăng cái sinh lực cơ bản thì ở đây bạn khảm thêm 4 viên sinh khí, 4 viên tỷ lệ của hành giảm thì được nha. Các bạn coi nha, tùy cái phái của bạn nha. Đây giả sử như cung lôn là không có tăng sinh lực cơ bản thì nếu các bạn khảm sinh khí thì nó sẽ không có tối ưu bằng ngũ độc nha. Các bạn coi trong cái tâm pháp cơ bản của bạn ấy, nếu mà những phái có sinh lực cơ bản thì các bạn có thể khảm sinh khí để máu trâu hơn. Còn những phái mà các bạn không có sinh lực cơ bản ấy, các bạn khảm sinh khí vẫn được nhưng mà không tối ưu. Thay vào đó các bạn có thể khảm tỷ lệ của hành giảm giùm mình nha. Tiếp tục là tới cái nón. Thì cái nón ở đây các bạn sẽ có là nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, kháng chí mạng, bỏ né, 5 dòng chuẩn. Quá ngon. Nói chung đồ những bây giờ là quá ngon nha anh em. Đồ mà có ba dòng công này, nội công, chí mạng, sát thương chí mạng mà có thêm dòng kháng chí mạng nữa là hơi bị ngon nha. Thì khảm anh ấy vẫn khảm như vậy nha. Thì thân pháp nên đổi là phiên tỷ lệ hình giảm cho mình. Tiếp tục là tới cái nhẫn. Cái nhẫn sẽ là nội công. Cái nhẫn sẽ nội công, sát thương chí mạng, né tránh, đỡ đòn biến thương. Cái nhẫn này nói về nhẫn này thủ. Cái nhẫn này thủ thì ok. Nhưng mà thiếu chí mạng. Nếu là mình sẽ đổi cái nhẫn này. Tại hồi nãy mình xem sơ ạc của bạn này. Thì ạc của bạn này sát thương chí mạng của bạn full. Nhưng mà chí mạng của bạn này hơi thấp tí xíu. Nay sát thương chí mạng của bạn này 300%. Nhưng mà chí mạng chỉ có 85%, hơi thấp. Chí mạng nếu mà ở những mức thấp như vậy theo mình nên phải nếu bạc mà khủng như vậy này là phải từ 90 trở lên. Nếu bạc top nha, còn bạc bình thường là 85% là được rồi nha mọi người. Nhưng mình đang hướng dẫn các bạn cách búp bạc top nha. Nếu mà bạc bình thường thì 85% là ổn nha, còn bạc top thì theo mình phải trên 90. Đây là nên thay cái nhẫn nha. Đầu tiên là chúng ta nên thay cái nhẫn. Cái nhẫn này nên thay này, thêm cái dòng chí mạng cho mình. Tiếp theo những dưới sẽ là nội công, tấn công, chí mạng, sát thương chí mạng, sinh khí, tỷ lệ choáng giảm. Những này ngon. Những này là gọi là thực sự rất là ngon luôn. Nếu mà những này ở những server khác là bán cũng phải 1-2k ngân phiếu nha. Những cái dòng này quá ngon luôn, quá chuẩn luôn. Gặp là mua thôi. Vì khảm thì ở đây sẽ là nội công, chí mạng, thời gian, tỷ lệ nha. Anh này chơi theo hướng hiệu ứng hơi cứng cũng ok, tùy mọi người nha. Bạn này chơi hướng hiệu ứng cũng hơi cứng ok nha. Tiếp tục là tới cái bao tay sẽ là nội công, chí mạng, bỏ né, sát thương chí mạng, kháng hỏa, tân pháp. Nói chung cũng ngon nha, bao tay này cũng ngon nha mọi người nha. Tới đôi dài sẽ là nội công, tấn công, chí mạng. Này đôi dài là không có sát thương chí mạng nhưng vẫn được, tại vì của anh này đã full sát thương chí mạng rồi, vẫn ngon nha anh em. Ok nha. Khảm thì anh này có khảm sinh khí ở đây nha. Tiếp tục là tới cái yên đái sẽ là nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, tấn công, sinh khí. Nói chung mạnh anh này có những đôi dài hơi bị ngon luôn nha. 4 dòng công hơi bị khủng luôn, sinh khí, kháng chí mạng, né tránh, đỡ đòn. Tới cái ngọc bội sẽ là nội công, tấn công, không có dòng chí mạng. Thì ở đây anh này phải cần thay cái ngọc bội và cái nhẫn là hai cái dòng nha. Anh này phải thay cái ngọc bội và cái nhẫn. Cái thứ hai là muốn, nếu các bạn muốn lên chí mạng nữa, nếu mà các bạn muốn lên chí mạng nữa thì các bạn phải làm gì? Thì các bạn phải đúc, phải điêu khắc cho mình nha. Cái khắc nó sẽ tăng cho bạn cái phần trăm cái thuộc tính lên nha. Thì nếu mình đã nói trong rất là nhiều video trước, nếu bạn có theo dõi thì khắc đó các bạn nên khắc cho mình 6 món bên đây trước nha. 6 món tên phải là cái nón, cái bao tay, cái áo, cái vũ khí, cái đai và cái đôi giày. Tại vì sao? Tại vì 6 món bên tay phải này nó tăng thuộc tính, cái điểm thuộc tính nó rất là nhiều, nên khi bạn khắc lên, giả sử bạn khắc lên đi, điêu khắc của bạn này được 10%. Đây, 10% thì nó cộng thêm 10 điểm. Còn bên đây giả sử bạn khắc lên 10% đi, bên đây bạn cộng được 10% có 4 điểm, mình thấy không? Nên các bạn nên ưu tiên khắc cho mình 6 cái món bên tay phải trước cho mình nha. Thì ở đây, phi phong của anh này cũng mát rồi anh em. Anh này chưa mát phi phong mà sao không mở ra úp ta? Đây, anh này chưa mát phi phong mà không mở úp ta. À, như server này chưa có mở cái kia anh em.
chưa có mở cái nguyên liệu mới này, thì các bạn nên đợi. Thường thường ấy, khi mà up level xong ấy, thường thường 1-2 tuần sau ấy, nó sẽ ra cái nguyên liệu mới trong cái gương phi phong này anh em. Để anh em thấy up level này, nên anh em cứ bình tĩnh nha, không sao nha. Anh em cứ bình tĩnh đợi thôi. Tiếp tục là mình sẽ nói tới khí hồn của anh này ở mức 9. Mức 9 ở mức cũng hơi tầm tầm trung, cũng không cao lắm anh em. Cường hóa thì hạt này hơi thọt cường hóa anh em à. Hạt 151 mà cường hóa 130 thì nói chung còn 2 bậc nữa nha. Anh em nên, nếu mặc top thì nên ưu tiên cường hóa map theo cái level luôn nha. Tiếp theo là về cái khí hồn, về cái khảm. Khảm anh này thì ok rồi, không có gì phải nói. Bây giờ mình qua lấy kinh mạch. Kinh mạch thì các bạn nên ưu tiên, đây anh này nói chung là ok này, đúng này. Có nghĩa là bạn ưu tiên ba cái kinh mạch này lúc nào cũng phải lên tầng trước. Xong các bạn sẽ up những cái kinh mạch sau này cho mình nha. Đây, nói chung là bạn này, em này up đồ là ok đúng nha. Đúng chính xác 90%. Có nghĩa là bạn nên khảm ba cái mạch này trước để lên tầng. Xong các bạn sẽ khảm đều những mạch dưới đây lên luôn nha. Nói chung quá ok. Tiếp tục là mình sẽ tới cái bí kíp. Thì bí kíp của bạn này sẽ đầu tiên sẽ xài củ âm chảo. Thì củ này tăng tấn công khiến tất cả thời gian xíu. Thì cái cuốn này thực sự nó chưa có ngon lắm, nhưng mà mở để cuốn thần này thì cũng nên xài đi anh em nha. Nếu mà bây giờ mở ra mấy cuốn hỗn nguyên công nữa thì hơi ngon thay vô liền nha anh em. Nói chung bây giờ anh em nên xài bí kíp thần. Tại vì các bạn nhìn kỹ này, lực chiến này nó gấp đôi cái lực chiến bình thường nha. Thì các bạn tăng bậc, nói chung thì luyện bậc nó cũng dễ anh em nha. Tới đây luyện bậc thì phải chọn bí kíp, nói chung cũng hơi căng nha anh em nha. Nói chung anh em nên xài. Tiếp tục là về những cái bí kíp khác thì chúng ta coi này, có tả hữu. Cái cuốn này hiện tại rất là cần thiết cho tất cả các bạn luôn, các bạn nên xài cuốn này nha. Tại vì nó tăng chiến mạng và thời gian thọ thương giảm, thì những cái phái công thì phải xài. Tiếp theo là cuốn chứng phái, thì cuốn này không cần phải nói rồi. Cái cuốn thứ tư, cái cuốn này thực sự rất là ngon. Cái cuốn đoạn môn đao này tăng cho bạn tấn công khiến tất cả kháng chiến mạng nha. Cái cuốn này thực sự rất là ngon để các bạn có thể gia tăng cái kháng chiến mạng bạn cao lên, để các bạn có thể sống sót trong giao tranh. Nói chung máu ok. Bây giờ mình sẽ qua tới tuyệt học. Tuyệt học của bạn này thì bạn này sẽ ép là nội lo sát nội, nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, tấn công, bỏ né, kháng chiến mạng, thời gian choáng. Nói chung 8 dòng này theo mình vẫn là rất là ok. Ba cái tuyệt kỹ thì nói chung chuẩn bài luôn rồi. Ba tuyệt kỹ hệ thổ nha. Cái tuyệt kỹ sinh bất chắc này các bạn có thể xài để cho các bạn công mạnh hơn nha. Cái tuyệt kỹ này các bạn xài thay công mạnh hơn. Còn nếu mà về Nha Mi và Tiếu Lâm, Nha Mi và Tiếu Lâm thì ngoài hai các bạn lấy hai cái tuyệt kỹ mà hệ ra, cái dòng thứ ba của Nha Mi và Tiếu Lâm, các bạn nên lấy cho mình dòng Hồi Xuân. Cái nhiều khi các bạn nhìn tuyệt kỹ này, cái mà thuộc tính nó tăng cho bạn là một phần thôi, các bạn phải nhìn vào cái mà thuộc tính kích hoạt của nó. Khi tấn công nó tăng cho bạn hồi máu ngay nha. Nhưng mà cái tuyệt kỹ Hồi Xuân các bạn nhìn kỹ, khi bạn tăng mát đấy, nó giảm cho bạn tới tỷ lệ mà ngũ hành ấy tới 1400 điểm nha. Nó giảm cho bạn gần như là 100% luôn. Khá là ok nếu mà những cái phái tăng cờ hoặc phái Nha Mi mà xài cuốn đó, cộng thêm là hồi máu giúp cho bạn sống sót lâu hơn trong giao tranh, nói chung ok nha. Thì nói chung mạc này theo mình là búp hiện tại khá là chuẩn luôn. Khá là chuẩn cũng khá là ngon nha. Thì hiện tại các bạn chơi những cái hạt top mà server, những cái server mới ấy, thì các bạn sẽ tốn kém ít hơn những cái server cũ nha. Thì hạt này theo mình đầu tư thì tầm 100 triệu thôi anh em. Hạt này từ 100 triệu đổ lên nha. Còn nếu mà các bạn chơi những server mà cũ ấy, mà như vậy các bạn tốn chắc phải vài trăm triệu nha. Những anh top sau cũ ấy, bây giờ không có anh top nào nạp dưới 500 đâu, thiệt mày nghe. Rất là nhiều anh top nạp trên 500 triệu nha. Em là rất là tốn kém, nhưng mà hiện tại những server mới ấy, có rất nhiều dịch vụ giống như bán bạc này, kim bảo này, phi phong này, mua kim bảo này, sẽ giúp các bạn tiết kiệm hơn. Thì nếu các bạn nào cần đua top hoặc là cần tiết kiệm hoặc là cần tư vấn nào, các bạn cứ liên hệ mình thì mình sẽ hỗ trợ các bạn hết mình. Và nếu các bạn thấy video mình hay quá, đừng quên like và đăng ký kênh và nhớ ủng hộ để xem mình nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.